Gã thanh niên dùng khổ nhục kế ngồi trước nhà dân để gỡ trộm đồng hồ nước. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động như sau. Nhiều hộ gia đình lắp đặt đồng hồ nước bên ngoài rất dễ bị kẻ gian dòm ngó. Tình trạng này không phải mới nhưng đang diễn ra ở nhiều nơi khiến người dân bất bình. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể điển hình như tình huống sau xảy ra tại Khánh Hòa. Một người đàn ông đi xe đạp vác theo ba lô. Để thuận lợi cho việc trộm không ai hay biết nên gã thanh niên này vờ ngồi sửa xe đạp của mình. Canh không ai để ý, gã này đã cúi người gỡ đồng hồ nước, sau đó bỏ vào ba lô tẩu thoát. Nhằm ngăn chặn tình trạng mất cắp này, người dân cũng đang tìm đủ biện pháp để bảo vệ đồng hồ nước của mình, như đổ bê tông vào hộp đồng hồ để giữ và chỉ chừa ra khu vực xem số và van khóa mở nước. Đề nghị tăng cường dân phòng bảo vệ rà soát để kiểm soát. Tuy nhiên, theo phần lớn ý kiến bình luận của bạn đọc thì chỉ có phạt nặng người ăn cắp đồng hồ nước và người mua mới răn đe. Không chỉ đề nghị phạt thật nặng kẻ cắp mà những người mua cũng là đồng phạm với tội danh tiêu thụ đồ gian. Một mặt đề xuất phạt thật nặng kẻ cắp lẫn người mua để ngăn chặn từ trứng nước vấn nạn lấy cắp. Một số bạn đọc còn đề nghị công ty cấp nước cần xem xét lại việc gắn đồng hồ cơ ngoài vỉa hè, không khác gì mở dân miệng mèo, tạo điều kiện cho kẻ trộm. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Được biết, cô chủ đã trình báo cơ quan chức năng, nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Còn bạn mới sao về pha giả vờ sửa xe đạp khổ nhục kế để thực hiện âm mưu đen tối của gã thanh niên này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.